Dạ, và chúng ta thấy rằng là hiện tại là Nga đang bị cả thế giới cô lập, và nặng nhất là về cái vấn đề mà kinh tế. Thì những cái người du khách mà đã lỡ đi du lịch ra khỏi nước Nga, bây giờ họ muốn quay trở về nước thì đang là một trong những cái gặp khó khăn rất là nhiều của những người này. Và hiện tại thì cái bản tin mà chúng tôi cập nhật được cho thấy rằng là có hàng ngàn những người du khách này đang bị kẹt tại đất nước Thái Lan do cái lệnh trừng phạt của toàn thế giới về cấm những cái hãng máy bay. Cái tờ South China Morning cũng đã cho biết rằng do những cái tình trạng mà chuyến bay cũng đã bị hủy và đồng rút của Nga cũng đã bị rớt giá thê thảm, hay là tất cả những cái ngân hàng của Nga hiện tại thì không thể nào mà có thể chi trả được những cái cuộc giao dịch về tài chính vì đã bị loại khỏi cái hệ thống ngân hàng thế giới SWIFT. Là hiện có khoảng là 7.000 người Nga đang bị kẹt tại những cái điểm nghỉ mát ở Thái Lan như là Phuket, Koh Samui, Pattaya và Krabi. Thì những người này họ cũng vẫn chưa lên tiếng gì hết. Và người đứng đầu của cái ngành du lịch Thái Lan thì nói rằng là hiện tại cũng muốn là giữ những người này ở lại, nhưng mà cũng chưa biết làm sao trong một cái thời gian mà họ không có thể nào mà họ rút tiền ra, và cũng rất là lo lắng về cái vấn đề mà họ không thể di chuyển ra khỏi đất nước Thái Lan. Và ông nói là hiện tại vẫn còn rất là nhiều người Nga cũng đang trên đường di chuyển tới đất nước Thái Lan này. Thì tòa đại sứ Nga tại Bangkok của Thái Lan đã không có đưa ra một cái lời trả lời nào về cái sự khó khăn của những của các công dân của họ đang có mặt tại Thái Lan. Thì chủ tịch của Hiệp hội Du lịch ở Phuket cũng cho biết rằng là cũng yêu cầu những cái khách sạn phải giảm giá và cho phép lại những người du khách này được trú lại ở lâu hơn, và đặc biệt là đối với những du khách Nga. Thì một số người du khách Nga họ dùng một cái hệ thống gọi là Union Pay của Trung Quốc để mà có thể trả tất cả những cái thẻ tín dụng mà do những ngân hàng của Nga đã được cấp, và dùng trả cho các công ty như là Visa Mastercard hiện tại cũng đang bị ngừng hoạt động tại Nga. Thì vào thứ bảy vừa rồi thì Visa Mastercard cũng đã loan báo ngưng hoạt động tại Nga này do là có một cái sự xâm lăng vào đất nước Ukraine, và hiện tại lúc này Moscow vẫn gọi cái vấn đề mà xâm lăng vào Ukraine là một cái hành quân đặc biệt thôi, chứ họ cũng không chấp nhận là họ đã tấn công vào để mà xâm chiếm đất nước của người ta. Thì hàng trăm du khách của Ukraine thì theo như cái người đứng đầu của hãng hàng không du lịch của Thái Lan cho biết rằng hiện đang bị kẹt tại đây do những cái phi trường, những cái chuyến bay đến và đi đã bị cancel, đã bị hủy hết rồi, thì không có cách gì mà để có thể mà họ quay về trở về nước họ trong cái thời điểm này bây giờ. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhật cho quý vị.